Hiện nay, lẩn khuất giữa vườn quốc gia Ba Vì vẫn còn có khoảng 200 phế tích là những dấu tích về một thị trấn Pháp từ gần một thế kỷ trước. Việc phát huy các phế tích này như thế nào để phát triển du lịch nhưng vẫn bảo vệ được cảnh quan thiên nhiên? Có lẽ là vấn đề mà nhiều nhà nghiên cứu và nhà văn hóa trăn trở. Những tài liệu lần đầu tiên được công bố từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I về vườn quốc gia Ba Vì đầu thế kỷ 20 đã được người Pháp kỳ công xây dựng một thị trấn sầm uất vùng cao, được ví như Sapa, Hà Nội. Theo tài liệu có khoảng 200 công trình kiến trúc nằm rải rác tại các điểm cao 400m, 600m, 700m, 800m và 1000m. Đây là những công trình quan trọng của di sản quy hoạch kiến trúc vùng núi rừng đặc trưng thời Pháp thuộc. Các cái di tích Ba Vì này có một cái giá trị khá đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là nó được thiết kế hoàn toàn theo những cái kiến trúc phương Tây nhưng lại nằm trong một khu rừng nhiệt đới. Vì thế nó lại rất ăn nhập với nhau. Và khi xây dựng các cái khu nghỉ dưỡng ở đây thì người ta tận dụng tất cả các cái nguyên liệu địa phương, nguyên liệu tại chỗ, ví dụ như là đá, ví dụ như là sử dụng các cái vật liệu gỗ bằng chính các cái gỗ ở cái rừng tự nhiên Ba Vì này. Giờ những công trình này đang là những phế tích được phủ bởi màu xanh của rêu và các loại cỏ cây, tạo nên những khung cảnh hữu tình, giàu cảm xúc lịch sử với đầy đủ các yếu tố thiên nhiên, con người và thời gian. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và đưa ra những đánh giá, đề xuất ứng xử với các công trình phế tích đang bị ngủ quên để cùng nhận thấy tiềm năng to lớn và giá trị văn hóa, lịch sử của chúng. Vấn đề ở chỗ là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, vụ chủ quản của các cái rừng quốc gia này phải có những cái một cái quyết định rõ ràng, mặc dù đã từng cấp phép cho một số đơn vị rồi. Nhưng mà với Ba Vì cần một cái quyết quan trọng nhất từ lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục cho các cái dự án còn dang dở triển khai tiếp. Tôi nghĩ là nó sẽ hoàn thiện một cái khu nghỉ dưỡng dựa trên các cái di tích kiến trúc có giá trị. Một cái di tích, thậm chí một cái phế tích, nó có thể sống lại và nó có ích, nó có lợi trong cái thời đại mới nếu biết khai thác. Nhưng cái khai thác đó lại phải dựa trên cái cơ sở bảo tồn. Các chuyên gia cũng đề xuất thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan cùng đánh thức một thị trấn đang ngủ quên trên núi Ba Vì để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị phế tích, biến chúng thành nguồn lực du lịch lịch sử, văn hóa,